Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành có liên quan, các huyện Yên Mô và Yên Khánh. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình có điểm đầu là nút giao Mai Sơn giao với tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc xã Mai Sơn, huyện Yên Mô. Điểm cuối là cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh. Tổng chiều dài tuyến là 25,3 km, xây dựng theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Xây dựng mới 12 cầu, trong đó có 9 cầu trên tuyến chính và 3 cầu vượt ngang dân sinh. 3 nút giao liên thông, hệ thống điện chiếu sáng, các nút giao trên tuyến và một số công trình quan trọng khác với tổng mức đầu tư dự kiến là 6.865 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang tích cực chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thành phần hồ sơ đã thiết lập cơ bản đầy đủ, dự kiến ngày 25 tháng 6 sẽ trình Cục Đường Cao tốc Việt Nam thẩm định. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương hoàn thiện một số nội dung còn chưa đầy đủ để bổ sung trong quá trình thẩm định, phấn đấu khởi công trong năm 2024. Tại huyện Yên Mô, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc và đoàn đã đi kiểm tra phương án kết nối nút giao Mai Sơn, phương án giao cắt tại xã Khánh Thượng, phương án giao cắt của đường cao tốc với đường DT483 tại xã Khánh Thịnh, kiểm tra vị trí giao cắt tuyến cao tốc với đường DT480B. Kết hợp kiểm tra phương án bố trí khu tái định cư cho người dân ở các xã có dự án đi qua, gồm Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh, Yên Phong và Yên Từ. Tại huyện Yên Khánh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đã đi kiểm tra phương án bố trí nút giao đường cao tốc với quốc lộ 10, phương án giao cắt của đường cao tốc với đường DT481C, phương án kết nối nút giao cuối tuyến và bố trí khu tái định cư cho người dân ở các xã Khánh Hồng, Khánh Mậu, Khánh Hội, Khánh Cường và Khánh Trung. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch các khu tái định cư, làm đường giao thông liên vùng. Với phương châm quy hoạch phải tính toán đến hiệu quả kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng, việc bố trí tái định cư cần phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết vì nhân dân phục vụ. Đồng chí cũng lưu ý, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư luôn là vấn đề khó, nhạy cảm, vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được mục tiêu, ý nghĩa dự án. Bên cạnh đó là đối thoại để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, quan tâm giải quyết kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, cũng là tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu triển khai thi công dự án trong thời gian tới. Cùng với đó, đề nghị các địa phương hoàn thiện lập khu tái định cư theo quy mô phù hợp với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.